Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Minh Phú Ô Tô của em. Hôm nay Minh Phú Ô Tô lại giới thiệu cho các bác một chiếc xe Venna của hãng Hyundai bác nhé, một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Chiếc này là một chiếc hàng độc thuốc chuột bác nhé, rất là đặc biệt. Đó là chiếc Hyundai Venna sản xuất 2008 nhập khẩu từ Hàn Quốc. Chiếc này là máy dầu bác nhé, máy dầu số sàn. Đấy. Chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu và sướng xe bác nhá. Đấy, xe nhập khẩu cho nên chạy rất là chắc nhá. Gầm bệ chắc lịch như lắm cơm. Đấy, chiếc xe này thì đã được trang bị lá răng đúc rồi bác nhá. Lá răng đúc. Lốp thì còn mới cả dàn luôn nhá. Sơn xi form dáng rất là đẹp bác nhá. Bác nào mà quan tâm chiếc xe này thì điện thoại cho em theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Các bác ở xa có thể chuyển tiền đặt cọc, em chuyển xe vào. Khi nào các bác nhận được xe thì các bác chuyển trả đủ tiền cho em. Các bác ở gần thì mời các bác đến xem xe trực tiếp tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đấy, một chiếc xe rất là chất bác nhé. Một thương hiệu nổi tiếng của Hyundai. Chiếc xe này thì nội thất rất là sạch đẹp bác nhé. Keo chỉ thì 99% nhé. Nội thất thì bác này, tắp ly tắp lô rất là sạch đẹp nhé. Đấy, ghế da hai màu, táp ly táp lô cũng cải hai màu rất là đẹp, gồm có cả điểm vân gỗ rất là sang trọng bác nhé. Đấy, nội thất rất là đẹp. Xe bên em mà cam kết là không tai nạn, không ngập nước nhé. Cột kèo keo chỉ zin nguyên. Chiếc xe này bên em bán với giá chỉ hơn 100 triệu thôi bác nhá. Các bác nhanh chóng sở hữu chiếc này. Nội thất rất là sạch sẽ đẹp, xe rất là đều xe bác nhé. Đấy, các bác xem là mê luôn, rất là đều xe. Rồi, mời các bác tham quan phần máy. Đấy, máy nhẹ đè cái lỗ ngay bác nhé. Xe thì đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ, điều hòa mát sâu. Máy khô ráo sạch sẽ, rất là êm. Chỉ có hơn 100 triệu bác đã sở hữu chiếc xe hơi 7 chỗ, xe 4 chỗ nhé bác nhé. Một chiếc xe 4 chỗ, một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Xe máy số rất là ngon, số ngọt ngào. Máy chạy dầu rất là tiết kiệm nhiên liệu và kinh tế bác nhé. Bác mau chóng sở hữu em này để đi lại nhé. Trời nắng nóng rồi, rất là gay gắt, thời tiết năm nay rất là khắc nghiệt rồi bác nhé. Bác nào xem video clip của em lần đầu cho em xin nút ấn đăng ký kênh và đừng quên ấn nút rung chuông để hàng ngày bên nhà em về mẫu xe mới em quay phục vụ các bác. Vâng, xin cảm ơn các bác quan tâm theo dõi video clip của em. Xin chào, hẹn gặp lại lần sau.